Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Hãy gọi anh Dúi là chim sẻ, vì anh ấy đang ăn sâu trong tâm trí bún rồi đây. Ngày nào mà chưa xem được video mới của anh Dúi là cứ thấy bứt rứt không yên là thế nào nhỉ? Nhưng không thể phủ nhận, mấy chuyến thám hiểm khám phá của anh luôn có sức hút cực cuốn luôn ấy. Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh đang có mặt ở một khu vực khá hoang sơ, nhưng càng ít người ghé lại, thì tại đó lại có nhiều cá hay. Nếu bạn không tin, thì hãy xem xét hết video nhé. Dù cho mặt nước lúc này nổi đầy những mảng rong rêu dầu nhớt gì đó khá kinh dị, nhưng anh tin môi trường khắc nghiệt sẽ cho ra đời những thứ khác biệt. Đương nhiên không phải là mấy khứa nổi lềnh phềnh này, con cá này kỳ dị thật sự, đã thế còn bốc mùi nữa chứ, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày khá vật vã đấy. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu mọi chuyện ngay nhé. U là trời, phía dưới bẩn kinh dị, khiến cho mỗi cú quay vợt của anh tốn công vô cùng. Đây rồi, con Chicholis châu Phi đầu tiên anh có được, với màu xanh nổi bật và bắt mắt. Ô kìa, vẫn còn sót lại một con khác nữa này. Ôi không, con thứ hai không hề có phản ứng gì. Anh thả vào xô, và phải đau lòng xác nhận, một trong hai bé đã hẹo từ bao giờ rồi. Có lẽ nước nơi này đã bị ô nhiễm, thành ra tụi cá mới chết dần chết mòn như thế. Muốn giải cứu thì anh phải nhanh tay lên. Con cá này thì sao nhỉ? May quá, em nó vẫn ngọ ngoại. Khi rửa sạch đất cắt, anh phải hú hét bởi giao diện độc lạ này. Con cá sấu hỏa tiễn này có sự đột biến đặc biệt vô cùng. Đúng là môi trường khắc nghiệt, tuy sống rất khó khăn, nhưng vượt qua được, sẽ có rất nhiều đột biến. Tưởng gì, thì ra là một con cá bé như mắt mũi. Những con cá này khá thông thường, nên anh mang chúng sang một hồ nước sạch sẽ hơn rồi thả xuống. Thấy nơi này khá nhiều nước, anh thả mồi rồi đặt bẫy xuống dưới, quay lại nơi nguồn nước nham nhở ban nãy, anh có thêm một con Oscar khá lớn, nhưng màu sắc không mấy khác biệt, và thêm vào đó một con Chicholis khác. Tiếc quá, nó đã lại đăng xuất mất rồi, thả con Oscar đi, anh nén sự kinh tởm mà bước xuống dưới, dướn người xa hơn, thu về một con Chicholis, mỗi lần đều lôi lên cả đống đất cát nặng trịch, và đây rồi, một con nàng hai tuyệt đẹp, có bạn nói với bún đây là cá thác lác, không hề sai nhé các bạn, tụi nó cùng cha khác ông nội với nhau đấy. Nhưng mấy khứa nàng hai sẽ có đốm đen trông xinh xẻo hơn, vì không muốn bị ghẻ vì ngâm chân quá lâu, anh Dúi quyết định ném bẫy xuống đó, rồi di chuyển sang vùng khác. Trong bụi cỏ rậm rạp xuất hiện một hồ nước không có dấu chân người, chắc chắn đã bỏ hoang từ rất lâu rồi, thú vị như thế thì làm sao anh bỏ qua được cơ chứ? Anh vung lưới, ngay cú đầu tiên đã thu được một con lau kiếng nhỏ, trước hết cứ thả vào xô đã, xem này các bạn, một con cá lóc con, hóa ra ở chỗ anh sống, việc bắt và nuôi loài này là vi phạm luật. Thảo nào mấy lần trước đều thấy anh thả đi con cá lóc bảy rồng giá trị, tuy nhiên, mấy con da trơn thế này thì bắt nuôi thoải mái. Phía dưới vẫn còn động tĩnh, xem con Chicholis này màu sắc đỉnh chưa. Ở góc bên kia còn tòi thêm một bé màu xanh khác nữa này, xinh quá đi mất. Hào hứng ghê, không ngờ có nhiều cá thế. Ôi trời, một loài gì đó với màu bạch tạng nổi bật. Xem này các bạn, dù chỉ là loài Chicholis nhưng màu sắc sang choảng vô cùng. Anh đi xa hơn, phát hiện ra một ao nước lớn. Ở đây đương nhiên không thể dùng vợt, nên anh tung lưới siêu to, nó mắc kẹt mất rồi. Sau quá trình nhún nhảy mãi, anh cũng kéo được lên, một con rô phi, sống khỏe nhé chú em, việc quăng lưới tuy hơn mất sức, nhưng cực kỳ kích thích. Tuy nhiên điều kiện đi kèm là phải tóm được gì đó lên bờ, thật khó tin, một con kim thơm màu đen tuyền cực kỳ thu hút, lại còn rất lớn nữa chứ. Còn rô phi thì anh sẽ thả đi, dưới mặt nước vẫn còn rất nhiều chuyển động, mong rằng thành quả lần này sẽ ổn nhé. Xem này, vẫn là những con cá đã lớn bằng bàn tay rồi. Con Oscar này tuy màu đen trông có vẻ khó tính, nhưng không ngờ là em nó khó thật, nó liên tục vẩy nước và bùn đất vào mặt anh Dúi, thế thì bị bớ là phỉa rồi. Ở một góc, anh vô tình phát hiện ra một con rùa nhỏ cực kỳ hay ho, với vẻ ngoài cằn cỗi, và quan trọng là em nó ú nu đáng yêu xỉu luôn ấy. Mẻ lưới tiếp theo có gì mà anh Dúi hú hét lớn thế nhỉ? Ô kìa, một lần nữa lại là cá lóc vảy rồng, và đương nhiên, anh sẽ phải thả em nó đi mà không được quyền hối hận. Hồ nước này đúng là có nhiều thu hoạch, vì thế trước khi rời đi, anh sẽ cho mồi vào chiếc bẫy cuối cùng mang theo, rồi ném mạnh xuống dưới. Khi đã đủ thời gian chờ đợi, anh hào hứng quay trở lại, mang theo một bụng hy vọng tràn trề, chắc chắn có cá phía trong, nhưng thú vị đến đâu nhỉ? Đầu tiên là một bé cá rực rỡ siêu lớn, khu vực cống nước hầu hết đều là những loài cá có màu sắc tươi sáng, trái ngược hoàn toàn với màu nước nham nhở phía dưới. Thật khó tin. Rất nhiều loài yêu thích của anh Dúi mà anh không hề hy vọng rằng có thể được tìm thấy ở đây. Dốc hết mọi thứ phía trong bẫy ra. Xem con da trơn này các bạn, đôi mắt nó đỏ rực cùng những cái vây dài đẹp vô cùng, và còn mấy bé cá Chicholis lộng lẫy này nữa chứ. Sang cái bẫy thứ hai, anh phải dùng vật cán dài để mang nó lên. Vừa mở ra, anh đã hú hét, xem này, những con cá vược, Chicholis khỏe mạnh. Ôi trời, nhìn vào tay anh lúc này đi, đủ màu sắc và giống loài, đặc biệt là một bé đuôi dài, đỉnh quá đi mất, mấy con cá ở đây trông thật khác biệt. Anh Dúi vui mừng khỏi phải nói, cứ mỗi chuyến bắt cá sương sương mà thu về toàn thành tích khủng như này thì đêm đó anh sẽ lại ngủ ngon giấc vô cùng.
Đã thế lại còn có một bé cá mèo sọc độc lạ thì nhất này, hồ nước này đúng là không làm anh thất vọng. Anh dốc toàn bộ bẫy xuống dưới, đây rồi, một con lươn lửa tuy bé nhưng khỏe mạnh và đáng yêu, giống cá đuôi dài này là gì mà có nhiều thật đấy. Anh hài lòng tự nhủ, cái bẫy thứ ba mà không có gì thì anh cũng vẫn vui vẻ lắm rồi. Từ từ kéo nó lên, nặng tay thật sự, nơi này anh đã bắt được rất nhiều con cá lớn, liệu sẽ có những gì đây? Con tôm này trắng bóc, còn khứa Oscar như đột biến vậy. To lớn bất ngờ luôn ấy, con cá da trơn này cực kỳ khác biệt, màu sắc này, lại còn có gai nữa chứ. Bạn có biết tên gọi thật sự của loài tuyệt đẹp này không? Ngoài mấy bé cá thông thường, anh lại bế ra thêm con da trơn kỳ lạ thứ hai, cảm giác hồi hộp và thỏa mãn lan tỏa khắp người anh. Không thể tin nổi, một con cá bạch tạng mà anh yêu thích vô cùng này, không tệ tẹo nào phải không? Ngày hôm nay anh đã thu được vô cùng nhiều những loài cá thú vị. Và đương nhiên, tất cả đều được mang đến một vùng nước khác sạch sẽ và trong lành hơn, thay vì dòng nước từ cống chảy ra, cực kỳ hôi thối và ô nhiễm. Những con thông thường được thả đi, và đương nhiên, mấy bé với ngoại hình khác biệt sẽ vô cùng được chào đón ở bể nhà anh. Không lẽ vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Thì câu trả lời là đúng rồi nhé, quan trọng cực kỳ luôn ấy. Anh dưới đây cũng chỉ bế về những loài cá đặc biệt, đột biến hoặc cực kỳ nổi bật nữa là... Đây là anh Thái Giói, cùng cha khác ông nội với anh Thái Dúi, nhưng niềm đam mê động vật của nhà này gen mạnh nên không lẫn đi đâu được. Chả là mới đây, một con rùa không hiểu sao lại vỡ kế hoạch, đẻ trứng ở gần bể cá sấu, và cái kết là tụi rùa con cứ thế theo bản năng mà lao đến nơi có nước, điều đó khiến mọi chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Hãy cùng anh Dúi và mấy người bạn đầy lông của anh đi khám phá chuyện này nhé. Trước đó, con Tinh Tinh đã phát hiện ra con rùa ở phía ngoài lề đường. Tinh Tinh rất thông minh, nó tò mò về mọi thứ, nhưng với bé tí ti này cực kỳ nhẹ nhàng, anh Giói phải nhanh chóng giải cứu mấy bé ngay trước khi quá muộn. Anh cho một ít nước vào bể, khi đi xung quanh, họ đã tìm thấy một con rùa con khác, tụi nó đáng yêu kinh khủng luôn ấy, và dưới nước, rất dễ dàng bắt gặp chúng nằm rải rác khắp nơi. Thật cảm ơn sự phát hiện của con Tinh Tinh, thì họ mới kịp thời tìm đến đây và nhìn thấy điều này, trước khi tụi cá sấu trắng miệng hết mấy bé. Tuy đang được cơm bưng nước rót, nhưng bản tính hổ báo của tụi sấu thì vẫn thế. Xẻm kìa, nó đang không ngừng tấn công cơ đấy. Ngay khi có cá sấu lao xuống nước, anh Giói đã cuống quýt cả lên, một con rùa con nổi lềnh phềnh trông khá khác lạ, và đúng như anh lo sợ. Có lẽ do không chịu được cái lạnh mà bé đã ra đi mất rồi, hoặc cũng có thể đã trúng phải bởi cú đớp từ khứa cá sấu nào đó. Những con rùa lớn thì sẽ an toàn ở đây, bởi lớp vỏ cứng cáp khiến tụi sấu con không thể làm được gì. Nhưng với rùa con thì khác, mọi thứ đều là nguy cơ dẫn đến sự đăng xuất. Nước phía dưới khá lạnh nhưng họ vẫn sẽ phải làm điều này, càng nhanh càng tốt để tìm được nhiều nhất có thể mấy bé rùa con. Anh bạn tóc dài phải lặn xuống dưới, đây rồi, một bé vàng chanh tuyệt đẹp này, với một cái kính bơi, anh phải đưa khứa cá sấu lên trước khi bị nó đớp cho một cú vào phao câu chẳng hạn. Thế nhưng, khi bóp chặt cổ con cá sấu, họ phát hiện ra có gì đó phía trong, vô cùng khả nghi, anh Dúi hộc tốc chạy vào trong lấy ra một cái kìm. Chúng ta có thể thấy được rõ ràng con rùa con vẫn còn mắc kẹt ở cổ họng, biết ngay mà cái tụi nước mắt cá sấu này sẽ không bỏ qua cho tụi rùa nhỏ đâu. Tuy không biết con rùa còn sống hay không, anh Giói thả vào bể nước và chờ đợi, hy vọng cái đầu nhỏ sẽ nhanh chóng ra ngoài. Và đây rồi, con rùa đã thò ra ngoài để hít thở, thật may mắn, họ đã thành công giải cứu được mấy bé rùa ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video, Bún Phở thật sự rất biết ơn về điều đó, và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún Phở yêu tất cả các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.